Chương trình giáo dục địa phương 6 của chúng ta hôm nay thì chủ đề đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đó là tìm hiểu về quận 11 và thầy Chu Văn An, người mà trường chúng ta được vinh dự mang tên. Đây chính là bản đồ hành chính quận 11 của chúng ta. Thì quận 11 chúng ta có tổng diện tích là 5,14 km vuông, nằm ở tây nam thành phố, giáp quận Tân Bình ở phía Bắc và Tây Bắc, phía Đông giáp quận 5, quận 10, phía Nam và Tây Nam giáp ranh quận 6. Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, quận 11 có dân số là 209.867 người, tỷ lệ nữ chiếm 52,88%, dân tộc khác là 76.963 người, tỷ lệ là 36,67%, mật độ dân số trung bình là 40.830 người trên 1 km². Quận 11 chúng ta là nơi có một cái công viên văn hóa rất là lớn, đó chính là công viên văn hóa Đầm Sen, là địa điểm tham quan tốt cho các hoạt động họp mặt, liên hoan, dã ngoại cho thanh thiếu niên. Ngoài ra, quận còn có trung tâm thể dục thể thao Phú Thọ. Đây là nơi diễn ra các hoạt động thể thao chủ yếu của khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây còn có các hồ bơi, trường đua ngựa và câu lạc bộ quần vợt và nhiều hoạt động thể thao khác. Bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu một số di tích văn hóa lịch sử nổi bật ở quận 11. Đầu tiên như trong hình ảnh, các em thấy đó chính là Đài Liệt Sĩ quận 11. Ngoài ra quận 11 chúng ta còn có rất nhiều ngôi chùa. Thì trong hình ảnh các em thấy thứ nhất đó chính là chùa Phụng Sơn hay còn gọi là chùa Gò. Và hình ảnh kế bên đó chính là chùa Khánh Vân Nam Viện. Và đặc biệt có một cái ngôi chùa gần 2 thế kỷ ở thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là chùa Giác Viên ở quận 11. Và ngoài ra đặc biệt là ở quận 11 còn có ngôi trường trung học cơ sở Chu Văn An, tọa lạc tại số 1 đường Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11. Và đây chính là logo của trường Chu Văn An chúng ta ha các em. Bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu về thầy Chu Văn An, người mà trường chúng ta được vinh dự mang tên. Thầy Chu Văn An sinh năm 1292, mất năm 1370, tên thật là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn, là một nhà giáo, thầy thuốc, quan viên Đại Việt cuối thời Trần. Sau khi mất, ông được vua Trần truy phong tước Văn Trinh Công, nên đời sau quen gọi là Chu Văn An hay Chu Văn Trinh. Ông được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đánh giá là ông tổ của các nhà nho nước Việt. Ông được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới. Ông được coi là người thầy của mọi thời đại, nhà giáo lỗi lạc của Việt Nam, đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp dạy học. Với triết lý giáo dục nhân văn, không phân biệt giàu nghèo, học đi đôi với hành, học suốt đời để biết, để làm việc và cống hiến cho xã hội. Tư tưởng đó của ông không những có ảnh hưởng tới nhiều thế hệ người Việt Nam, mà còn góp phần phát triển các giá trị nhân văn trong khu vực. Quan điểm giáo dục của ông có những giá trị tiến bộ vượt thời đại, gần gũi với mục đích giáo dục của thế giới hiện nay. Thầy Chu Văn An tính cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, không cầu lợi lộc. Ông ở nhà đọc sách, học vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, học trò đầy cửa, thường có kẻ đỗ đại khoa. Chu Văn An là thầy giỏi nhưng nghiêm khắc, trọng tài năng của học trò và ghét những người cậy giàu ham chơi. Học trò của ông có nhiều người giỏi, có công giúp nước như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, hai quan lớn của triều Trần. Sinh thời, ông được dân chúng tôn là Vạn Thế Sư Biểu, nghĩa là người thầy chuẩn mực muôn đời của Việt Nam.
Quả thật không sai khi nói thầy Chu Văn An chính là người thầy của những người thầy. Những đóng góp tiêu biểu của nhà giáo Chu Văn An dành cho giáo dục. Thứ nhất, đem tài năng của mình cống hiến, phục vụ hết mình cho đất nước. Thứ hai, giáo dục không phân biệt giàu nghèo, giai cấp, mở trường để dạy cho con em nhân dân. Thứ ba, chủ yếu truyền đạt tư tưởng Nho gia trong nội dung giáo dục. Thứ tư, sống phải biết quan tâm đến thời thế, sự chuyển biến của lịch sử. Và thứ năm, triết lý giáo dục quan tâm đến việc biên soạn sách. Chương trình giáo dục địa phương 6 với chủ đề tìm hiểu về quận 11 và thầy Chu Văn An đến đây tạm kết thúc. Các em có thể tìm hiểu thêm về thầy Chu Văn An qua các phim tư liệu ở trên mạng. Cô chúc các em học tập thật tốt, cố gắng rèn luyện thật tốt để đúng với mong muốn của thầy Chu Văn An, người thầy đáng kính mà trường ta được vinh dự mang tên. Về nhà, các em hãy giúp cô tìm hiểu thêm cho một vài câu hỏi sau đây. Thứ nhất, các em có biết quận 11 có bao nhiêu phường không và dân số quận 11 hiện nay là bao nhiêu? Thứ hai, các em có biết quận 11 có tất cả bao nhiêu trường cấp 2? Đó là những trường nào? Qua phần giới thiệu của cô về thầy Chu Văn An, người mà trường chúng ta được vinh dự mang tên, thì các em hãy viết cho cô một đoạn văn ngắn phát biểu cảm nghĩ của em về thầy Chu Văn An. Và là một học sinh được học ngôi trường mang tên thầy, em cảm thấy mình nên làm gì để kế thừa và phát huy những gì thầy Chu Văn An đã làm cho đất nước, cho dân tộc.